Dương Văn Khoa, Phạm Trung Hiếu rất nhịp nhàng. Đó là tình huống lên bóng rất rõ nét của Thanh Hoàng Đinh trong pha bóng đầu tiên, trong phút đầu tiên. Và vừa rồi là một pha xử lý rất kỹ thuật của Trọng Hoàng, một pha sâu kín. Duy Thường rất hay, không được, vẫn có bàn thắng. Như vậy là bàn thắng đã đến rất sớm với các thủ chủ nhà Viettel. Từ tình huống căng ngang của Trọng Hoàng, bóng đá khẽ chạm chân một trung vệ bên phía Than Quảng Ninh và đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Hoàng Anh và các cầu thủ phòng ngự bên phía Than Quảng Ninh. Lại một lần nữa, Than Quảng Ninh phải nhận bàn thắng từ rất sớm. Vòng đấu trước, vòng đấu thứ 9, họ phải nhận bàn thua ở phút thứ 2 từ tình huống đánh đầu của Ngân Văn Đại. Và bây giờ ở phút thứ 4 của trận đấu thì họ cũng đã phải vào lưới nhận bóng từ nỗ lực của Trọng Hoàng. Phong độ của Trọng Hoàng đang ở một thời kỳ rất cao. Chúng ta cùng xem lại pha vương rất hay của cầu thủ chủ nhà Viettel. Tình huống vẩy bóng ngoài của Duy Tường, có vẻ như người đã ngăn cản quả tạt bóng vừa rồi của Trọng Hoàng là Đào Duy Khánh. Rất tiếc cho trung vệ Đào Duy Khánh, lâu lắm rồi anh mới quay trở lại và xuất hiện trong đội hình chính thức của các cầu thủ Than Quảng Ninh, nhưng ngay lập tức thì lại điền tên vào danh sách ghi bàn. Đến lúc này thì Viettel đã có được 12 bàn thắng. Kai Kê rất nhịp nhàng, đó là những pha lên bóng của đội bóng áo đỏ. Trọng Hoàng rất tốc độ và dũng mãnh. Đến một cầu thủ khỏe như Kizito Trần Trung Hiếu cũng đã phải sử dụng tiểu xảo và cánh tay để đẩy ngã Trọng Hoàng trong pha chính sức vừa rồi. Kai Kê, Trọng Hoàng, nỗ lực của Trọng Hoàng mang về cho Viettel quả đá phạt góc. Trọng Hoàng, người băng vào là Bùi Tiến Dũng. Dương Văn Hào, Bruno giữ bóng rất tự tin. Đây là trận đấu đầu tiên mà Bruno Matos ra mắt các khán giả nhà. Ngoài khi còn thi đấu ở câu lạc bộ Bình Định, Thành Bình cũng là trung vệ chủ lực của đội bóng lên ngôi. Trọng Hoa và dứt điểm cuối cùng thì Trọng Hoàng đã không có được một chân trụ thực sự chắc để thực hiện pha dứt điểm chính xác. Đây không phải là tình huống phối hợp ăn ý đầu tiên giữa Kai Kê và Trọng Hoàng. Hai cầu thủ này cũng đã từng tạo nên bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Một pha phối hợp tam giác rất hay giữa Bruno Matos, Kai Kê và Trọng Hoàng. Pha nhả bóng của Kai Kê là rất vừa tầm. Giải 2019. Trận 12 bàn thắng với vị thuộc về các chân sút bên phía đội chủ nhà Viettel. Người đá thò cái chân của anh, người đá kẹp cái chân của. Sau khi gặp Viettel thì Thanh Hoàng Đinh sẽ được trở về trên sân nhà và đội tuyển đó sẽ là Nam Định. Sau đó sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn trước Topland Bình Định ở sân Đậm Quy Nhơn. Và đúng lúc này thì trọng tài Đình Thái đã đổi gọi kết thúc thời gian thi đấu cuộc đối đầu giữa Viettel và Thanh Hoàng Đinh. Viettel tiếp tục có chiến thắng thứ 5 liên tiếp, thành tích tốt đối với Viettel. Họ đã vượt qua được một đối thủ khó chơi là Than Quảng Ninh.